khi tờ lịch dương đã dở những trang đầu tiên, còn tờ lịch âm vẫn còn vài trang cũ nữa chưa bóc hết, thì chắc hẳn lòng ai mà không khỏi những nôn nao trộn rộn chào đón năm mới. Dường như khoảnh khắc này đây cũng dễ làm lòng người bâng khuâng. Ngẫm lại năm đã qua và khoảng thời gian đón xuân xưa cũ, bức tranh quê hương mùa xuân lại tràn ngập trong trí nhớ của tôi, mà mùa qua Tết là nét vẽ chính cho bức tranh quê ấy. Năm nào cũng vậy, ở quê tôi, khi Tết đến xuân về như sớm hơn hẳn với các làng quê khác. Nghề trồng hoa kiển là một trong những hoạt động làm nên không khí đó. Cứ độ cuối tháng 10 âm lịch là nhà vườn xôm tụ với các hoạt động chuẩn bị sẵn sàng cho một mùa vụ hoa Tết. Đồng hoa ở đây chủ yếu trồng các loại hoa như dạng thọ, các loại cúc, các tường, ban mai. Có nhà chỉ trồng bông dạng thọ hay bông cúc, cũng có nhà chuyên trồng các tường. Nhưng đa phần, nhà nào cũng trồng nhiều loại khác nhau cho dễ bán. Tùy vào từng loại hoa mà có thời điểm ươm trồng khác nhau. Dạng thọ, cúc thì ươm hạt cỡ khoảng vào cuối tháng 10 âm lịch. Còn các loài hoa, các tường thì phải ươm hạt sớm hơn vào khoảng cuối tháng 9 âm lịch. Hạt giống hoa được ươm độ từ 2 đến 3 ngày thì nảy mầm. Đây là khoảng thời gian háo hức canh đợi, như để chờ đón một sự sống được gieo trồng. Những cây hoa như rau mầm, yếu ớt, người trồng hoa phải chăm chút tỉ mỉ mới có được những đóa hoa đẹp rực sắc màu. Chính vì vậy mà nghề trồng hoa không nặng nhọc, nhưng kỳ công và không hề dễ dàng chút nào. Tất cả nhà vườn trồng hoa đều phải một nắng hai sương, để mỗi dịp xuân về, nhà nhà có chút hoa tươi đón Tết. Với người trồng hoa Tết, mỗi ngày từ lúc sương sớm tan cho đến trời chiều, có biết bao nhiêu việc, từ tưới nước bắt sâu cho đến bón phân cân đối, cặm cây, tỉa nhánh, bấm ngọn, sao cho cụm hoa có dáng tròn trịa, nhiều nhánh, nhiều bông. Nếu không yêu hoa, chắc khó mà làm được. Vào mùa hoa Tết, người ở đồng hoa thì nhiều, trong nhà thì ít. Trẻ con theo đó mà cũng có dịp gắn bó với đồng hoa qua những buổi nghịch phá, đùa giỡn ở đồng. Mỗi mảnh vườn, mỗi đồng hoa như vậy đã trở thành một góc quê hương trong ký ức tuổi thơ. Ở quê tôi, nhà nào cũng có thâm niên trồng hoa Tết như một nghề truyền thống của làng quê tôi. Nghề này lắm niềm vui, cũng không ít gian khó. Bởi cái chuyện trồng hoa đâu chỉ là gieo giống. Bí quyết chăm sóc cho hoa trổ đúng vào dịp Tết, tránh việc nở sớm nở muộn. Nghề này còn phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết mỗi năm. Như dạng thọ, rồi hoa cúc rất kỵ mưa dầm. Năm nào mà gặp mưa trái mùa là coi như thất lỗ một mùa hoa. Người trồng hoa vì thế mà cũng vui buồn theo từng ngày nắng đêm mưa, và cũng mất ăn mất ngủ vì từng chậu hoa. Mà ở xóm trồng hoa này, bà con lối xóm thân quen, sống chan hòa tình nghĩa, không có chuyện giấu nghề. Họ chia sẻ nhau từng bí quyết, giúp đỡ nhau qua từng khó khăn,
Ai cũng mong mua bán thuận lợi, kiếm được đồng lời để ấp ủ cho những vụ mùa sau. Cứ như thế từng ngày, những chậu hoa ấy lại lớn lên, đâm chồi hé nụ, đền đáp những giọt mồ hôi, đền đáp những đôi bàn tay khéo léo siêng năng của người gieo trồng nó. Những mầm hoa yếu ớt ngày nào cũng thương người trồng mà bén đất bén rễ thật nhanh. Từ ngoài đồng ngoài vườn cho đến trước sân nhà ngoài ngõ, hoa bắt đầu nở rộ, nổi lên, tạo thành một bức tranh lớn với các mảng màu rực rỡ đan xen. Đồng hoa nở sáng rực, những sắc màu trong sương sớm, lấp lánh trong nắng, đã tạo nên nét đặc trưng của quê tôi mỗi khi xuân về Tết đến. Không khí lao động nhộn nhịp, nhà vườn bắt đầu cho công đoạn vận chuyển bán hoa Tết ra các khu vực hoa trên bờ hay buôn bán trên ghe xuồng. Với những người trồng hoa, thời điểm này không còn là mùa xuân của đất trời nữa, mà chính như mùa xuân của lòng người. Bởi một vụ mùa đầu tư công sức, vốn liếng chăm chút để hy vọng vào mùa gặt hái, để có chút tiền cho cả nhà ăn Tết. Nhưng cũng có không ít những câu chuyện về trúng hoa nhưng không trúng chợ. Rồi câu chuyện hoa nở sớm nở muộn thì mùa xuân cũng kém vui phần nào. Bởi vậy mà người trồng hoa kiểng ngày Tết, ngoài chuyện thu nhập thì còn cả một tình yêu với các loài hoa Tết. Người trồng hoa tất bật đón xuân, nhưng bao giờ cũng ăn Tết trễ hơn bao người khác. Họ mãi mê chăm chút từng chậu hoa kiểng thật đẹp để mang mùa xuân về cho bao gia đình. Nhà nào mà đếm hoa cho thương lái thì còn thời gian chuẩn bị chăm chút cho ngày Tết. Còn nhà nào bán theo các chợ hoa ngày Tết thì chuẩn bị mâm cơm cúng tổ tiên, rồi hàng xóm bạn nghề trồng hoa cùng quây quần, chia tay chúc nhau mua may bán đắt và lời chúc mừng năm mới sớm. Vì phải đến tận cuối ngày 30 Tết hết chợ mới trở về nhà. Có lẽ vì vậy mà người trồng hoa một mùa xuân tất bật lam lũ đâu còn là chuyện mưu sinh, mà họ đã góp phần mang mùa xuân và gìn giữ sắc xuân cho cuộc đời. Hoa kiểng không làm nên Tết, nhưng Tết đến xuân về thì không thể thiếu hoa kiểng, vì nó biểu trưng cho cái đẹp và mùa xuân. Hoa và Tết sẽ hòa quyện cùng nhau, làm cho mùa xuân và cuộc sống thêm tươi thắm những sắc màu của quê hương. Việc trang trí trưng hoa kiểng trong ngày Tết của mọi nhà cũng chính là nét đẹp văn hóa, mang đậm nét hương quê hương xuân của người Việt Nam.